hồi sáng thì Lan có nhận được 200 đô của chị rồi nha chị. Nè, qua đây đứng thôi thôi, mẹ không cho gỡ nữa. Nó bích của mẹ kìa. Thôi thôi, không cho gỡ nữa. Nhanh. Nhanh lên, không thôi mẹ không cho gỡ nha. Thôi, lấy lại luôn, không cho gỡ. Qua bên đây dán đây cho mẹ, không dán đó. Dán đây. Hồi sáng thì em có nhận được 200 đô của chị rồi. À, cảm ơn chị rất là nhiều nha, chị Tủm Tủm. Không thấy đường, con dán đây cho mẹ. Dán ở đây là con chuột nó tha hết. Ở đây. No. Ở đây. No. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Chuột ơi, nhảy xuống đây chuột. Mẹ kêu con chuột kìa. Mẹ chuột ơi. Hay là không ngoan. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Ok. Nè con cầm tiền con cảm ơn, con phanh tay lại. Cảm ơn. Không, phanh tay gì nè, phanh tay lại đàng hoàng mẹ mới cho. Cảm ơn cô Tủm Tủm. Cô sao bơi ba chú Tủm nè. Con cảm ơn. Con trả phanh tay cho cô Tủm Tủm nha. Con cảm ơn cô Tủm Tủm nha. Trả phanh cho Tủm Tủm nè. Rồi bơi, bơi. Bơi chủng chủng nè. Không, rồi buông tay ra đây, rồi bơi ra, bơi học bơi cũng sao? Bơi, bơi sao, bơi sao? Bơi chứ, tụi mày học bơi sao? Bơi sao, đánh tay. Bơi tủm bơi chủng chủng. Bơi chủng nhát nè. Đâu, đâu làm lại rồi bơi. Đó, nó không ra tiền, từ từ, nói xong mới được lấy tiền. Nè, bơi tủm tủm sao? Bơi tủm tủm sao, lấy tay bơi. Không, mẹ không chờ gỡ nữa. Mẹ. Nè, con cầm nguyện, cảm ơn cô đi. Nè, đang mua bánh ăn nè, có mua bánh không? Hả? Đang cảm ơn chị rất là nhiều nha, đang nhận được 200 đô của chị nè. À, tiền sinh nhật sớm của Helen nha cả nhà. Chị đã gửi cho Helen là sinh nhật sớm. Sinh nhật sớm của Helen. Em đã nhận được rồi nha chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc cả nhà buổi tối thiệt là vui vẻ nè. À, Lan thì đang còn sầu riêng. Qua tuần là sẽ lên 10.000 một ký nha cả nhà. Sầu riêng bây giờ là vét vườn luôn rồi. Mẹ đã xong rồi. Còn nhóc hết trơn nè, còn quá trời nhiều luôn nè. Con làm cho hết cho mẹ, tại sao con dán ở đây? Không thôi, lấy cái cây đi. Con dán ở đây là không được nè. Mẹ giận nữa, mẹ giận nữa. Mẹ giận nữa, con sợ mẹ giận chưa? Dạ. Rồi, gỡ hết, dán lên cho mẹ. À, nữa. Con nằm xuống không để ý đâu, bể đầu con. À, cả nhà yêu ơi, sầu riêng thì Lan cắt thường là một cái vườn đó mình không thể nào mà cắt hết nguyên một vườn được. Lan cắt một đợt như vậy thôi nha cả nhà, một tuần thì Lan cắt một lần đó, thì mình bán thì cho sầu riêng vậy nó mới ngon. Sầu riêng của Lan là cam kết nha cả nhà, cam kết là sầu già màu xanh. Màu xanh. Đi lên đây mẹ biểu à, dán hết cho mẹ nè. Con dán tùm lum hết trơn nè, tháo hết ra cho mẹ, nhanh lên. Nhanh. Cả nhà yêu ơi, sầu riêng thì Lan cắt từng đợt nghe cả nhà, một tuần là cắt một lần. Thì như vậy thì nó mới ngon. Tuần nào mình bán hết tuần đó thì sầu riêng nó rất là ngon. Mà Lan cam kết với cả nhà là sầu riêng vườn ở dưới quê. Sầu riêng của mình là sầu riêng không nhúng thuốc, sầu riêng chỉ ủ thôi. Sầu riêng của mình á, sầu riêng qua đây mẹ nói nghe nè, qua đây. Sầu riêng của mình là sầu riêng không nhúng thuốc, cam kết 100% là sầu riêng già. Sầu riêng già tức là không cần phải nhúng thuốc, mình chỉ cần ủ, ủ là nó đã chín tự nhiên rồi chứ không cần phải nhúng thuốc nha cả nhà nha. Trừ khi người ta mua số lượng, giống như là mua số lượng rất là nhiều, mua nguyên một vườn đó. Không, ngồi đây mẹ cho mẹ đánh đòn giờ đó. Người ta mua nguyên một vườn mới sợ nhúng thuốc nha cả nhà. Helen không phá đồ của mẹ. Ok, qua đây má, mẹ có con trai chắc xe nè. Ok, qua đây đi mẹ cho có chụp nè. À, ngồi xuống đây. Qua đây đi mẹ cho. Từ từ. Ây da. Không, no, con xuống đây con đứng nè. Thôi, con xuống đây đứng cho mẹ cho. Con xuống đây con đứng không? Thôi, mẹ không cho à.
đứng xuống. Xin chào. Rồi để đây coi chứ không 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 có lấy dựng ở đây thôi. Chào. Ok chưa? Ok. Dạ. Dạ. Xin chào coi. Xin chào coi. Nè con xin chào coi. Đó rồi có điện thoại cái điện vậy không á. Cả nhà ơi, sầu riêng người ta mua nguyên một vườn á thì người ta mới phải cắt, bắt buộc người ta phải cắt hết một vườn đó thì mình mới sợ là sầu riêng này sầu riêng kia nha cả nhà. Sầu riêng dài không có cần phải nhúng thuốc, mình chỉ cần ủ thôi, ủ qua một đêm thì nó sẽ chín tự nhiên nha cả nhà ha. Còn Lan không có cần thiết phải nói chuyện với là cái gì nữa hết á, tại vì Lan không có muốn nghe nữa. Lan thật sự là Lan làm việc Lan rất là mệt rồi, để xuống không thôi mẹ không có cho nghe không, thôi mẹ giận bây giờ đó. Đúng rồi, đây rồi. Lan thật sự là Lan không có muốn nghe về cái vấn đề cái chuyện của anh Long nữa, tại vì anh Long ảnh đã đi rồi, thôi mình dừng lại đi, không nghe nữa, không nói nữa, đừng bao giờ gọi cho Lan nhắc tới cái chuyện của anh Long thế này thế kia thế nọ nữa. Ok, Lan không muốn nghe nữa, tại vì bây giờ Lan rất là bận, Lan bận làm việc kiếm tiền chứ không kiếm chuyện nha. Nói chung là dịch bệnh tràn lan, không biết hôm nay mình sống, ngày mai mình có sống nữa hay không. Hôm nay nè, nói thẳng nè, hôm nay nè, Lan ngồi ở đây nói chuyện với cả nhà nè, đúng không? Ngày mai chưa chắc Lan còn ngồi ở đây nói chuyện với cả nhà. Cho nên là tại sao mình không trân trọng những gì mình đang có hiện tại. Dịch bệnh bây giờ cả nhà thấy không? Dịch bệnh quá là tràn lan. Dịch bệnh là Việt Nam mình biết bao nhiêu ca, bao nhiêu ca rồi. Việt Nam mình bao nhiêu người mất rồi. Đó, tại sao vậy? Tại sao mọi người không sợ cái vấn đề đó, không cùng nhau chống dịch mà lại điện thoại cho Lan, điện thoại cho Lan nói này nói kia nói nọ? Tại sao vậy? Đó, Lan không có muốn nói, tại vì á lên đây nói, Lan biết những cái chị đó chắc chắn sẽ vào đây nghe Lan nói, thì Lan nhắc cho chị nhớ, Lan không phải giải thích từng chị, Lan cũng không có cần thiết phải giải thích từng người, nhưng nếu ủng hộ cho Lan, cảm ơn. Nhưng không ủng hộ thì thôi, đừng vào đây xem Lan nói gì hết. Và đừng có kiếm chuyện với Lan nữa, ok? Tại vì sao? Tại vì quá lâu rồi, anh Long đã đi quá lâu rồi. Thôi để cho anh đi đi nha, để cho anh đi cho nó thanh thản, để cho anh đi đi. Theo tất cả những chuyện đó, theo xuống dưới với anh hết đi, đừng nhắc lại nữa. Chuyện nó đã qua rồi mà nhắc lại làm cái gì, nhắc để được cái gì? Còn vấn đề mà mọi người bên anh em YouTube á, họ nói gì họ nói, Lan có bịt miệng họ được hay không? Lan có lấy dầu băng keo Lan dán cái miệng họ lại được hay không? Không hề, Lan không làm được chuyện đó. Cho nên làm ơn, xin xin mấy chị đừng bao giờ điện thoại cho Lan mà nói này nói kia, là Lan cảm ơn lắm rồi. Cho Lan làm việc đi, cho Lan làm việc để Lan kiếm tiền lo cho cuộc sống của Lan. Còn các chị cũng vậy á, các chị lo kiếm tiền đi, lo kiếm tiền để lo cho gia đình của các chị đi ha. Đó, Lan cũng không có tốt đó. Con người mình không bao giờ hoàn thiện thì tại sao lại kiếm chuyện với nhau để làm cái gì? Các chị á, bây giờ lo cho con của các chị chưa, lo đầy đủ cho con mình chưa, lo đàng hoàng cho con mình chưa hả? Bây giờ nếu mà những chị mà có con đó rảnh thời gian quá, lo cho con mình đi nhé, lo cho con mình nó có ý nghĩa hơn, đúng không? Con của mình mà, mình lo cho nó đầy đủ nó có ý nghĩa hơn. Tại sao mình mất cái thời gian, mình bỏ thời gian ra mình nói chuyện linh tinh, nói chuyện về nhà của người ta làm cái gì? Mình nói đâu có ra tiền. Còn những anh em chị em YouTube người ta nói là người ta nói ra tiền, cho nên người ta bắt buộc người ta phải nói. Mấy chị hiểu không? Bắt buộc người ta phải nói. Mà mấy chị nói có ra tiền không? Không nói, nói không ra tiền. Vậy mấy chị nói làm cái gì? Mấy chị lo cho con của mấy chị đi đó, hoặc là lo cho gia đình của mấy chị đi. Lan cảm ơn, đừng kiếm chuyện nữa. Lan cảm ơn, chuyện đã qua rồi mình cho qua đi, đừng bao giờ nói nữa nha, đừng bao giờ nhắc nữa nha. Lan không muốn nghe, thật sự Lan không muốn nghe. Lan chỉ muốn chú tâm và lo cho con của mình thôi đó. Mấy hôm nay á, Lan đi làm á, Lan đi cắt sầu riêng, đi đóng thùng này kia nọ, Lan không phải nói, rất là mệt, mệt lắm luôn đó. Cho nên Lan không có muốn nói nhiều nha. Bây giờ mấy ngày nay Lan bỏ con của Lan này kia nọ, Lan thật là rất là xót đó. Có một tuần, hơn một tuần thôi mà con của Lan nó đã xuống 1 kg, tức là Lan không có chăm sóc con mình kỹ rồi đó đó. Cho nên là 2-3 ngày nay, thứ nhất, thứ hai nữa là Lan ginh sầu riêng nặng quá, là cái lưng của Lan nó bị cụp rồi.